của anh ta là giá. Tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình văn nghệ trong buổi tổng kết hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các em trong đội văn nghệ đã phục vụ các tiết mục văn nghệ chào mừng. Chúc các em luôn chăm ngoan, có một mùa hè thật vui và thật bổ ích. Tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh cùng toàn thể các em học sinh chúng ta đứng lên để thực hiện nghi thức chào cờ. Xin kính mời quý phụ huynh chúng ta có trong sân lễ, chúng ta phía sau chúng ta cũng thực hiện chào cờ của các em học sinh. Tất cả nghiêm chào cờ, chào. Phần nghi thức chào cờ đã xong, kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh cùng toàn thể các em học sinh an toàn. Sau đây tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin phép được thông qua nội dung chương trình của buổi lễ tổng kết gồm các phần như sau: văn nghệ chào mừng, phần 1 nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; phần 2 phần nội dung. 1. Hiệu trưởng thông qua tóm tắt báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025. 2. Tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phần 3 là khen thưởng học sinh. Phần thứ 3 là phần kết thúc, đáp từ và bế mạc. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, năm học 2023-2024 là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động 2.0 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 4 nội dung. Thực hiện theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mọi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Hòa trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện công văn số 731 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam về việc tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024. Hôm nay, trường tiểu học Khương Nguyễn I long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2023-2024. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự lễ tổng kết hôm nay, nhà trường rất vinh dự được đón tiếp sự có mặt của quý vị.
vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo tỉnh, xin trân trọng giới thiệu và đón tiếp bà Trịnh Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Gia Cam tỉnh Bến Tre. Về phía lãnh đạo huyện, xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp ông Huỳnh Văn Việt, huyện ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Về phía lãnh đạo địa phương, xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Mỹ. Về phía các tổ chức đoàn thể, xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp ông Trần Trung Minh, đại diện Hội Khuyến học. Xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp ông Lê Văn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức. Về phía thầy cô giáo đang nghỉ hưu, xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp thầy Trần Minh Thuận, thầy Trần Văn Hiền đã về dự buổi tổng kết của chúng ta hôm nay. Về phía đại diện cha mẹ học sinh, xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp bà Trần Thị Quỳnh Thi, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Cùng với đại diện của các chi hội trưởng của 15 lớp, xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Quỳnh Mai, bà Nguyễn Thị Trúc Phương, bà Phạm Thị Quỳnh Trang, bà Phạm Thị Ngọc Mai, ông Châu Ngọc Thành, bà Lê Thị Thùy Linh, bà Quỳnh Nguyễn Trung, bà Đoàn Thị Bạch Phượng, bà Lê Thị Cẩm Thu. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Về phía Mạnh Thường Quân, xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp ông Phạm Hoàng Diệu. Xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp đại diện hộ kinh doanh VNPT, ông Lê Chí Công. Nhà trường xin được giới thiệu trường chủ tịch hội đồng trường cô Đoàn Thị Phê, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, phó chủ tịch hội đồng trường. Cùng với quý thầy cô là giáo viên, công nhân viên, quý cha mẹ học sinh cùng tất cả các em học sinh của trường tiểu học Hương Mỹ 1 đã về dự lễ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt quan hình chung. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, năm học 2023-2024 đã khép lại. Hôm nay, toàn thể các bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường và tất cả các em học sinh đã có mặt để cùng nhìn lại quãng đường mà thầy và trò của trường tiểu học Hương Mỹ 1 đã đi qua, để đánh giá lại công tác giảng dạy và việc học tập của các em học sinh trong năm học. Sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Đặng Quốc Điền, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch hội đồng trường sẽ lên thông qua tóm tắt báo cáo năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025. Xin trân trọng kính mời thầy. Hãy
kính thưa.